Mấy đứa mày không mệt à hả gánh mẹ chỉ mà gánh mẹ từ ngày ba từ ngày ba mươi tết đến đến mùng ngày mùng sáu mà dư chưa chưa thả mẹ xuống mấy đứa bay có cho mẹ ăn tiện không hả bay hóc bay hóc tôi lầm vào đấy gánh gì mà gánh mai rồi hệ gánh từ ngày ba mươi đến ngày mùng sáu nhưng mà chưa thả mẹ xuống sáu ngày rồi tê Tao nói lại một lần nữa nha Bây mực mà, mày đứa bay mà không thà mẹ xuống đấy Để mẹ ăn tết đấy Coi chừng tao đi nha Tao nóng lên rồi đấy mày mà ni đừng cạnh cánh mẹ gì mà gạch mai Nói hết nói khẳng hết cả cô rồi đó Tao nói lại một lần nữa nhá Tụi bay mà không không thả mẹ xuống á Có chừng tao đây đấy nói rồi nói nhiều lần rồi đừng để cho tao nói đừng để cho tao nói thêm nữa ta nói hết cả khan hết cả hơi rồi mà vẫn chưa thà mẹ xuống để người ta nói nhắc tao nhiều quá nhưng mới dư tao phải nói lên nói một lần nữa đi nhá bây là, 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 cho mẹ xuống thì cả mệt cả hơi đau cả tiếng hết cái dòng